với tầm quan trọng không thể thay thế của mình, chống nắng là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da để có được làn da khỏe đẹp. Chính vì thế, bài viết này chúng tôi sẽ giúp những ưu và nhược điểm của dòng kem chống nắng Riori Hàn Quốc. Sản phẩm được phái đẹp vô cùng yêu mến, đôi nét về thương hiệu Riori. Riori là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được công ty Hanacos Việt Nam sản xuất hoàn toàn theo công nghệ Hàn Quốc. Vì vậy, ngoài tên mỹ phẩm Riori thì nhiều khách hàng yêu mến cũng gọi với cái tên mỹ phẩm Riori Hàn Quốc. Thương hiệu Riori hiện nay có mặt trên thị trường với đa dạng mẫu mã từ dưỡng da, làm sạch cho đến trang điểm và chăm sóc cơ thể. Những sản phẩm Riori đều được lòng khách hàng nhờ được chiết xuất từ thiên nhiên, không chứa chất cấm, không chứa chất độc hại và hơn hết đã được Bộ Y tế kiểm tra gắt gao và cấp phép lưu hành từng sản phẩm trong phạm vi cả nước. Với những khách hàng đã sử dụng qua các sản phẩm của Riori thì kem chống nắng được nhiều người yêu mến hơn cả. Thành phần khác biệt có trong kem chống nắng Riori với 15 loại tinh chất thảo mộc quý chiết xuất từ cúc la mã, cây ngải cứu, cây mã xỉ hiện, cây phong đường, mộc lan Nhật Bản, hoa kim ngân Nhật Bản, hoa sen hồng, hoa cúc đại đoá, hoa dung, hoa lily, hoa mận mơ, hoa trà Nhật Bản, hoa cúc vàng, hoa anh đào Nhật Bản. Rễ cây long đờm giúp nuôi dưỡng và làm trắng da từ sâu bên trong, đồng thời, sản phẩm còn giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, cung cấp và duy trì độ ẩm, dưỡng da mềm mại, sáng mịn với thành phần ethinhexin methocyanamide, zinc oxide và titanium dioxide khi thoa lên da hoàn toàn không đi vào da mà phân tán đều trên da nên càng phát huy khả năng chống nắng cao, ngăn ngừa tuyệt đối tia cực tím gây ra các bệnh ngoài da, chống UV SPF 50 PA, bảo vệ da hoàn hảo, ngăn ngừa sạm, nám, đồi mồi, tàn nhang. Đây cũng là cách giúp giảm đi nguy cơ kích ứng da hay dị ứng đặc trưng khi sử dụng quá mức lượng chất chống nắng cần thiết. Đối tượng nào có thể sử dụng kem chống nắng Riori? Bạn muốn tìm kiếm một dòng kem chống nắng an toàn và không gây mụn trên da. Bạn thường xuyên phải hoạt động nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt kem chống nắng UV Sunblock Cream Riori phù hợp với tất cả các loại da. Ngay cả làn da nhạy cảm mà không hề gây kích ứng, công dụng của kem chống nắng Riori chống nắng, chống tia UVA, UVB, bảo vệ da toàn diện, bổ sung dưỡng chất từ 15 loại tinh chất thảo dược giúp đem đến làn da trắng sáng từ sâu bên trong và đẩy lùi lão hóa sớm. Cấp ẩm, cấp nước giúp mang đến làn da mịn màng, căng bóng, ngăn ngừa sạm da, nám, đồi mồi, tàn nhang và ngăn chặn quá trình hình thành sắc tố melanin, tạo lớp trang điểm nhẹ giúp da trắng sáng mịn màng. Đặc biệt kem thẩm thấu nhanh không trôi trong nước nên rất yên tâm khi đi tắm biển và chơi thể thao. Các dòng kem chống nắng Riori Hàn Quốc hiện nay trên thị trường phân ra làm hai dòng kem chống nắng chính là Sunscreen, Sunblock và thương hiệu Riori cũng có hai dòng này, mỗi loại đều mang đến những ưu nhược điểm nhất định và chúng ta sẽ cùng khám phá dưới đây. Kem chống nắng Suncream Riori. Suncream Riori là dòng kem chống nắng vật lý lai hóa học giúp bảo vệ da toàn diện tránh khỏi những tác hại từ ánh nắng mặt trời, dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn trên da. Đây là kem chống nắng thuộc dòng Sunscreen. Loại kem chống nắng này sẽ hoạt động dựa trên cơ chế lọc các tia cực tím từ mặt trời và đẩy chúng ra khỏi da. Theo các chuyên gia lý giải thì loại kem chống nắng này chính là một rào cản hóa học có thể lọc tia cực tím ra khỏi da nhưng không chặn một số tia khác. Ngoài ra, kem chống nắng Riori còn có khả năng chống trôi khi gặp nước, giúp bạn chống nắng tốt nhất khi đi biển hoặc đi bơi. Kem chống nắng Riori Hàn Quốc này giúp cung cấp khả năng bảo vệ da theo hai chiều khi vừa chống tia UV cường độ cao từ bên ngoài vừa ngăn chặn sự thay đổi độ ẩm từ bên trong. Sản phẩm giúp che chắn, hấp thụ và khuếch tán các tia UV gây hại, nhẹ nhàng thẩm thấu, không để lại vệt trắng trên da và không gây bí da. Sản phẩm này không để ánh nắng có cơ hội phá vỡ các collagen và elastin trong da nên ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành nếp nhăn và sạm nám. Đồi mồi, kem chống nắng Whitening UV Sunblock Cream. Whitening UV Sunblock Cream là dòng kem chống nắng da Sunblock. Nó chứa thành phần chính là kẽm oxit hoặc titan oxit. Những thành phần này sẽ chống ánh nắng tiếp xúc với da và ngăn chặn hết thảy các loại tia bức xạ từ mặt trời. Loại kem này được các chuyên gia khẳng định có thể chống lại cả hai tia UVA và UVB, rất được khuyên dùng cho những ai sở hữu làn cực kỳ nhạy cảm. Ngoài ra, với 15 loại tinh chất thảo mộc quý giúp nuôi dưỡng và làm trắng da từ sâu bên trong. Đồng thời, sản phẩm còn giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, cung cấp và duy trì độ ẩm, dưỡng da mềm mại, sáng mịn. Hướng dẫn sử dụng kem chống nắng Riori. Bước 1. Làm sạch da mặt. Bước 2. Bôi kem dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm da mặt. Bước 3. Thoa một lượng vừa đủ trên vùng da cần chống nắng.
Bước 4, sau đó, bạn có thể trang điểm như bình thường, lưu ý chỉ thoa một lượng vừa đủ lên da. Cần chống nắng trước khi ra nắng 15 phút để đạt hiệu quả tối đa, chỉ dùng ngoài da và đậy nắp kín sau khi sử dụng. Giá kem chống nắng UV Sunblock Cream Riori là bao nhiêu? Hiện tại, sản phẩm có giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Hộp kem chống nắng Riori Hàn Quốc mang đến cho bạn những hiệu quả vượt trội hơn những gì được đề cập ở trên. Bạn có thể tự mình trải nghiệm để cảm nhận được hết những công dụng mà hai loại kem chống nắng này mang lại. Link mua sản phẩm kem chống nắng Riori mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.